Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học khuyến tài trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Trong 6 tháng đầu năm, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững và phát triển. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã phát triển tổ chức hội và hội viên tăng lên đáng kể so với năm trước. Trong đó, tăng 9 chi hội khuyến học với hơn 10.000 hội viên. Tỷ lệ hội viên hội khuyến học đã đạt tỷ lệ 21% dân số toàn tỉnh. Hội khuyến học các cấp tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền về việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tiếp tục vận động xây dựng và phát triển quỹ khuyến học khuyến tài ở các cấp hội.